thua tan nát. U17 Indonesia cay đắng tuột vé đến vòng chung kết U17 châu Á. U17 Indonesia trở thành khán giả ở vòng chung kết U17 châu Á sau trận thua đậm trước U17 Malaysia. Bất ngờ đã xảy ra ở lượt đấu hạ màn vòng loại U17 châu Á 2023. Có lợi thế sân nhà, song U17 Indonesia thua đậm tới 1 năm trước U17 Malaysia. Kết quả này khiến đội trẻ xứ vạn đảo bị đẩy xuống vị trí nhị bản B và phải so sánh điểm số, hiệu số với các đội nhị bản khác để chờ đợi vé dự vòng chung kết U17 châu Á do U17 Timor-Leste và U17 Sri Lanka rút lui, nên các đội nhị bản dự vòng loại phải tự động trừ đi thành tích với đội cuối bản. Xét trên tiêu chí này, U17 Indonesia chỉ có 3 điểm cùng hiệu số 3, qua đó không nằm trong nhóm 6 đội nhị có thành tích tốt nhất. Đây là thành tích gây thất vọng của U-17 Indonesia bởi đội bóng này vừa lên ngôi vô địch ở giải Đông Nam Á tổ chức trên sân nhà. 6 đội nhì bản lần lượt đoạt vé bao gồm U-17 Hàn Quốc, U-17 Trung Quốc, U-17 Afghanistan, U-17 Ấn Độ, U-17 Thái Lan và U-17 Lào. U-17 Thái Lan dù thua 3 bàn không gỡ trước U-17 Việt Nam, song vẫn có thành tích và hiệu số đủ tốt để đi tiếp. U17 Lào cũng lách khe cửa hẹp khi có 3 điểm và hiệu số 2, chỉ hơn U17 Indonesia đúng một bàn thắng. U17 Việt Nam cũng có hành trình vòng loại thuyết phục khi toàn thắng 3 trận trước U17 Thái Lan. U17 Nepal và U17 Đài Loan, Trung Quốc, ghi 12 bàn và không để lọc lưới bàn thua nào. Chỉ có U17 Nhật Bản và U17 Germany là hai đội cùng đạt thành tích toàn thắng và không thủng lưới như U17 Việt Nam. Vòng chung kết U17 châu Á được tổ chức vào năm 2023 với 16 đội tuyển tham dự. Bốn đội có thứ hạng cao nhất giải sẽ giành vé dự U17 World Cup 2023 tại Peru. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.